Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Băng đảng xuất hiện trên Facebook và YouTube đã làm băng hoại giới trẻ Việt Nam. Thưa quý vị, theo bản tin của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội lan tràn khắp đất nước Việt Nam với sự xuất hiện của nhiều video clip cho thấy giới trẻ hiện nay đang phá hủy nền tảng giá trị đạo đức và văn tục khắp nơi. Hiện tượng trên đã làm bùng phát sự lo lắng về tình trạng giới trẻ bắt chước nhau cách hành xử xấu xa, đồi bại trong rất nhiều trường hợp. Đoạn video ghi lời của một thanh niên tự xưng là khá bảnh đang lan tràn trên mạng, với tuyên bố rằng xã hội hiện nay không có vấn đề đúng hay sai mà chỉ có kẻ yếu và người mạnh. Lời đe dọa, nếu mày đánh người anh em của tao thì tao sẽ đánh lại mày. Mở đầu cuộc tấn công bạo lực để giải cứu người đánh bạc không trả được nợ của Khá Bảnh. Khá Bảnh tên thật là Ngô Bá Khá, 26 tuổi bị công an bắt tại nhà riêng ở Bắc Ninh ngày 2 tháng 4 vì tình nghi cờ bạc và phạm tội ma túy. Trước khi bị bắt thì Khá Bảnh đã lan truyền 400 video với 2 triệu người ghi danh, được coi là một trong những băng đảng thường xuyên đưa video lên mạng chế nhạo kẻ thù, sử dụng vũ khí để tấn công, tham dự các câu lạc bộ khiêu vũ khỏa thân và đốt xe gắn máy. Thưa quý vị, Khá Bảnh khai đã kiếm được 19.500 Mỹ Kim một tháng trên YouTube, trong khi mức lương tháng trung bình ở Việt Nam là 162 Mỹ Kim. Dương Minh Tuyền, 31 tuổi, một băng đảng khác cũng có 500.000 người ghi danh và hơn 40 triệu người xem. Tuyền lấy tên hiệu là Thánh Chửi, khoe nổi tiếng và kiếm được mỗi tháng từ 5.000 tới 79.800 Mỹ Kim nhờ văn tục. Ngoài ra còn có Ngán Tê với 24 triệu người xem, Trinh Hồ Channel NNC với 22 triệu 800.000 lượt người xem trong độ tuổi từ 7 tới 77. Vẫn theo nhật báo Bưu điện Hoa Nam của Hồng Kông thì sự xuất hiện của các băng đảng trên mạng xã hội và lời lẽ thô tục đã phản ánh lối sống ở Việt Nam và sự lan tràn bạo lực học đường. Rất nhiều cảnh học sinh yếu thế bị nhóm bạn đánh đập dã man mà không ai can thiệp được tung lên mạng. An Nguyễn, giảng viên tâm lý của trường Đại học Hoa Sen ở Sài Gòn nói rằng Khá Bảnh là một yếu tố bình thường hóa hành vi bạo lực và thô bỉ, cùng với sự xuất hiện của ý tưởng cho rằng bạo lực đang được coi là một giải pháp để giải quyết những vấn đề của xã hội Việt Nam hiện nay. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.